Khi ấy có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: lời này chói tai quá, ai nghe được? Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy con người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Những lời ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống, nhưng trong các ngươi có một số không tin. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói: bởi đó ta bảo các ngươi rằng, không ai có thể đến với ta nếu không được Cha ta ban cho. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: cả chúng con nữa, chúng con có muốn bỏ đi không? Simon Phêrô thưa người: lạy thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, để có thể hiểu được bản văn Tin Mừng hôm nay và hiểu được tại sao các môn đệ nói với Chúa Giêsu rằng lời này chói tai quá, ai mà nghe được, rồi một số môn đệ không theo Chúa Giêsu nữa, bỏ Chúa Giêsu, thì chúng ta hiểu là bản văn hôm nay được công bố là bản văn kết thúc bài giảng của Chúa Giêsu ở hội đường Capernaum. Chúng ta nhớ trong những tuần vừa qua, những bản văn này liên lạc với nhau, tại chúng ta không để ý. Khởi đầu của bài giảng ở tại Capernaum là sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn. Rồi sau khi Ngài hóa bánh ra nhiều xong thì dân chúng Ngài đi vào Capernaum và dân chúng nói rằng: xin thầy cho con bánh đến mãi. Thì Chúa mới có một bài giảng về bánh sự sống. Và nội dung của bài giảng này, Chúa Giêsu nói là: ta là bánh hằng sống từ trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đang manna và đã chết. Ta là bánh bởi trời. Chúng ta nhớ đoạn Tin Mừng của những tuần trước. Rồi từ đó các cộng đoàn Do Thái, những người nghe Chúa Giêsu giảng, bắt đầu xì xèo lẩm bẩm với nhau: làm sao ông này lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Làm sao ông như thế này, ông bảo ông từ trời mà xuống? Rồi tuần trước chúng ta nghe thấy Chúa Giêsu cũng nối tiếp trước cái bản văn này, là Chúa Giêsu xác định: ta là ai ăn thịt ta, uống máu ta thì có sự sống đời đời. Và như vậy khi nghe những điều đó thì người Do Thái rất là khó chịu, vì không có ai có một bài giảng như thế bao giờ với các rabbi của Do Thái. Và không những người Do Thái mà cả các môn đệ, chúng ta thấy hôm nay này, Gioan bảo có một số môn đệ nói lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Có nghĩa là Chúa Giêsu bảo mình là bánh từ trời mà xuống. Chúa Giêsu bảo ai không ăn thịt mà uống máu ta thì không có sự sống đời đời. Cho nên các môn đệ bảo có lời chói tai. Xin thưa với ông bà anh chị em, nếu bây giờ mà có một cái anh nào 30 mấy tuổi nó đứng dưới nhà thờ này, nó bảo là nếu không ăn thịt mà uống máu nó thì không có sự sống đời đời, tôi nghĩ là không bước chân ra khỏi cửa nhà thờ đâu. Thì các ông già đồ bạc cũng kia đã ra đây là đánh nó chết ngay tại chỗ rồi. Mày láo,
bé 30 mấy tuổi đầu biết cái gì về Thiên Chúa mà nói ăn thịt với uống không có sự sống đời đời đấy. Chúng ta một cách rất đơn giản, người Do Thái ngày xưa là như vậy. Và bây giờ nếu chúng ta mà có ai là đây 30 mấy tuổi, 30 chưa tới 33 tuổi đâu, Chúa Giêsu 30 thì nó giảng bài giảng này chắc học 32 tuổi. Nhưng tôi nghĩ rằng không ra khỏi thì đã bị đánh chết ngay tại nhà thờ, ngay tại dưới nhà thờ thì chẳng cần phải đi đâu cả. Và các môn đệ mà đang đứng xung quanh và nghe Chúa Giêsu nói như vậy thì các môn đệ cũng bảo đúng rồi, người ta ở dưới kia là si xeo. Bây giờ mà tôi bảo giờ ông bà anh chị em không ăn thịt mà uống máu của tôi thì ông bà anh chị em không có sự sống đời đời thì tôi bảo đảm là nhà thờ bỏ về ngay lập tức. Ở dưới kia là xì xèo ông cha hôm nay bị mát rồi, sao lại bảo là ăn thịt mà uống máu của ông cha mới sống được, không ăn là chết. Đấy, chúng ta thấy là xì xèo là nổi sầm lên. Và nếu có vài ba môn đệ đi theo thì cũng không nghe nổi cái câu đấy. Cho nên hôm nay các môn đệ bắt đầu xì xèo về cách sống và cách bài giảng của Chúa Giêsu trong một đường Capernaum, và một số người bỏ đi. Rồi Chúa Giêsu mới quay lại hỏi các tông đồ: thế các con có bỏ thầy mà đi không? Phêrô lại đại diện các tông đồ nói lên điều mà mình và các anh em mình nói: thưa thầy, bỏ thầy con biết đi với ai, thầy mới có lời ban sự sống đời. Tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu ngày hôm nay buồn, buồn vì bài giảng của mình đúng ra là người ta phải nghe, người ta phải tin. Nếu dân chúng không tin thì thôi cũng được đi. Đằng này các môn đệ bỏ đi, Chúa Giêsu trả giá bài giảng của mình bằng việc mất các môn đệ, một cái đau đớn. Nhưng Chúa Giêsu được là lời tuyên xưng của một thành phần mà Ngài đã thức đêm để cầu nguyện, đó là các tông đồ. Chúng ta nhớ khi Chúa Giêsu chọn gọi 12 tông đồ là Ngài thức suốt đêm. Luca ghi như thế, các sách Nhất Lãm ghi như thế. Ngài thức suốt đêm và cầu nguyện. Đến sáng sớm Ngài gọi Simon mà Ngài đặt làm Phêrô là tông đồ, sau đó các tông đồ khác. Cho nên bài giảng ngày hôm nay ở hội đường Capernaum, kết thúc bài giảng này, Chúa Giêsu buồn vì các môn đệ không hiểu Ngài, không hiểu điều Ngài nói. Cho nên một số môn đệ đã giã từ vũ khí, không theo Ngài nữa. Nhưng mà may cho Chúa Giêsu, một niềm an ủi nhỏ nhưng mà đã trở thành lớn, là những thành phần, những người mà mình đã thức đêm để cầu nguyện và chọn gọi họ làm tông đồ, thì họ không bỏ đi mà họ tuyên xưng tin tín. Và từ đây một nhóm nhỏ 12 này sẽ trở thành cột trụ của giáo hội, sẽ trở thành người tung cái tin mừng này ra cho toàn thể thế giới. Để rồi ngày hôm nay chúng ta mới xác tín một điều: nếu không có Đức Giêsu Kitô và nếu không có Bí Tích Thánh Thể thì giáo hội sẽ bị sập. Giáo hội không còn là giáo hội của Chúa Kitô, và người Kitô hữu không có chất, không có lương thực, không có sức mạnh, không có niềm an ủi để tiến bước về nước trời. Cảm ơn Chúa vì đã có một nhóm nhỏ vẫn còn giữ lại điều mà họ tin nơi Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Cha lúc này tác động nơi cung, nơi lòng của ông Phêrô với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần để ông tuyên xưng đức tin thay cho các anh em đồng nghiệp của mình. Dẫu một số môn đệ và dân Do Thái không tin, họ có xì xầm, Chúa Giêsu buồn, nhưng Ngài
cũng không nói gì. Ngài đã có một nhóm nhỏ đấy để trở thành người loan báo tin mừng và nói lên cái điều mà Ngài thao thức, đó là Ngài trở thành lương thực cho nhân loại để nhân loại thắng vượt tất cả mọi khó khăn, mọi buồn chán, mọi khủng hoảng của cuộc sống trần gian này mà mạnh dạn tiến về nước trời. Ông bà anh chị em ngày hôm nay cứ thử nghĩ đi, nếu một người trong gia đình của ông bà anh chị em đau bệnh sắp chết mà một linh mục không đến để sức dầu, ban bí tích giải tội và trao của ăn đàn, thì liệu rằng gia đình của ông bà anh chị em có an tâm không? Tôi nghĩ rằng không an tâm. Mà nếu một linh mục đến để ban bí tích giải tội, sức dầu, trao của ăn đàn, thì dù người thân của ông bà anh chị em có được Chúa gọi về, có qua đời, thì tôi nghĩ rằng ông bà anh chị em sẽ an tâm, sẽ bình an, và người qua đời chắc chắn cũng sẽ được một sức mạnh của Thánh Thể Chúa dẫn họ và cùng họ, Chúa dẫn tay họ, đưa họ về nước trời. Và chúng ta cảm thấy bình an vì người trong nhà của chúng ta chết trong ơn nghĩa của Thiên Chúa. Như thế kết thúc bài giảng ở Capernaum ngày hôm nay, Chúa Giêsu cho giáo dân, cho người ta, cho dân Do Thái xì xèo, cho cả môn đệ kia bỏ đi. Nhưng Ngài đã có một nhóm thân tín với Ngài, để rồi từ đây nhóm này sẽ mãi mãi trở thành đầy tớ trung thành của Thiên Chúa mà loan báo tin mừng và cử hành mầu nhiệm thánh thể trên nhân loại. Và ngày hôm nay tôi mời gọi mọi người trong thánh lễ này tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Giêsu Kitô vì nhờ Ngài và nhóm nhỏ tông đồ kia để ngày hôm nay chúng ta có được thánh thể mà chúng ta có sức mạnh để tiến vào nước trời. Chúng ta cùng với Phêrô ngày hôm nay tuyên xưng đức tin của mình: lạy Thầy, bỏ Thầy con biết đi theo ai, Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Xin cho chúng ta đừng như các môn đệ kia bảo rằng lời này chói tai quá, rồi chối bỏ đức tin hay từ bỏ vai trò mình là người Kitô hữu. Chúng ta cũng đừng như những người cộng đoàn Do Thái trong hội đường Capernaum ngày xưa, để rồi chúng ta xì xầm bảo rằng lời này không thể chấp nhận được mà chúng ta chối từ việc tới nhà thờ để tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật. Xin Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể mà lát nữa đây mỗi người chúng ta đón nhận trở thành sức mạnh củng cố đức tin trong bạn chị em, cũng củng cố đức tin cho tôi nữa, để hàng ngày khi dâng thánh lễ cho bạn chị em, Đức Giêsu Kitô hiện diện ở đây trong bí tích thánh thể để Ngài thêm sức mạnh cho chúng ta. Ngài là người cha, người thầy, người bạn, người anh, đồng hành với chúng ta và cùng với chúng ta tiến về nhà cha. Nơi đó chắc chắn và tôi xác tín rằng Ngài đã dọn sẵn chỗ cho mỗi người chúng ta. Amen.